phải bị thương, bị xe cổ đồ nào mà bị ép thì lỡ bên ngoài mình uống mà đau sao mình chạy luôn. Cái này mình tham bên ngoài nữa, tất là nhân hàng bên ngoài luôn đó. Cho nên là cái điều công dụng lắm mà mình không biết nó làm, mà uống vô là mình thấy kỹ lên cả nhà mình làm gì con này nó không có biết biết mệt không biết bơi đâu. Đó, mình thấy nó còn kỹ có gì mình uống này á, một uống này cả nhà, một uống này á là đây là đây một uống này đang là tôi nói theo rồi bác sĩ nói chứ không phải là tôi nói nha. Mũi này là tương đương với lại một chai luôn bạn ở trong bệnh viện lạnh mà 200 ngàn, ở bên đây là hơn 200 rồi, chai luôn bạn vàng đó cả nhà, à mà hơn 200 đó, ở đây có chị bác sĩ thì quá anh biết chuyện này bác sĩ đó, thì cái này là tôi nói cho là bác sĩ, cho nên trong khi mình mũi này mình uống vô đây á là có 18 ngàn mà thôi đó nha, à 18 chỉ có 20 ngàn thôi đó, mà tương đương một chai luôn bạn một chuyện có 222, vậy mình thấy nếu mà nói giá cả thì uống cái này tốt hơn. Chị đang cái vòng của em nó giảm á. À đó, uống này nó cam vàng. Chị có thể